Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Top Sao Hoa, kênh cập nhật liên tục các tin tức giải trí Hoa ngữ. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức mới nhất có trong ngày. Chắc hẳn rằng khán giả đã không còn lạ gì với những màn cưa sừng làm nghé trên phim ảnh Hoa ngữ. Có không ít sao nam được chọn mặt cười vàng đảm nhận những vai diễn trẻ trung, thanh niên ngoài độ tuổi 20, nhưng không phải ai cũng tái hiện được nhiệt huyết của tuổi trẻ. Dưới đây là những màn cưa sừng làm nghé của các sao nam mà khi ai nhìn vào cũng lắc đầu ngao ngán. Thứ nhất, Trần Hạo Dân. Trần Hạo Dân là nghệ sĩ nam của màn ảnh TVB nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả. Nam diễn viên sinh năm 1969, trở thành hình ảnh tuổi thơ của nhiều người, phải kể đến như các bộ phim Tế Công, Đát Kỷ Trụ Vương, Thiên Long Bát Bộ. Thế nhưng trong những năm trở lại đây, Trần Hạo Dân liên tiếp nhận đóng phim khá tệ. Trong 3 năm tham gia đến 20 bộ phim nhưng không có tác phẩm nào thật sự chất lượng. Đặc biệt các vai diễn của nam diễn viên lại có độ tuổi quá trẻ. Mới đây thì Trần Hạo Dân tham gia vào bộ phim Đông Du Truyện với nhân vật Lã Đông Tân, chỉ hơn 20 tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác cộng thêm tạo hình tóc xõa dài một bên khiến cho bản thân nam diễn viên bị chỉ trích thậm tệ. Những phân cảnh thể hiện tâm lý đều rất gượng gạo, khó xem. Được biết thì sở dĩ Trần Hạo Dân bất chấp nhận những bộ phim kém chất lượng là để chăm sóc cho gia đình đông người của mình. Thứ hai, Trung Hán Lương. Năm 2015, Trung Hán Lương tham gia vào bộ phim Bên Nhau Trọn Đời với vai nam thần Hà Dĩ Thâm. Vào thời điểm đó, mặc dù đã 41 tuổi, nhưng nam diễn viên vẫn mang đến một nhân vật trẻ trung so với tuổi ngoài đời thực. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, nam diễn viên sinh năm 1974 vẫn một mực trung thủy với hình tượng soái ca ngôn tình khi liên tiếp nhận phim đóng chung với bạn diễn nữ có khoảng cách độ tuổi càng ngày càng xa. Đáng kể phải nói đến như cô Phương Bất Tự Thường đóng cặp cùng Angelababy hơn 15 tuổi, Cẩm Tâm Tựa Ngọc đóng cặp cùng Đàm Tùng Vận hơn 16 tuổi và trong dự án mới nhất chính là Khuynh Thành Diệp Thanh Hoan đóng cặp cùng Viên Băng Nghiên và hơn bạn diễn tận 18 tuổi. Ở trên các hình ảnh poster với sự giúp đỡ của công nghệ chỉnh ảnh đã giúp cho Trung Hán Lương xóa đi cảm giác khoảng cách tuổi tác với bạn diễn. Thế nhưng khi xem các video hậu trường Khuynh Thành Diệp Thanh Hoan, gương mặt của nam tài tử đã lộ rõ dấu hiệu của tuổi tác. Thứ ba, Lâm Phong. Năm 2022, Lâm Phong đảm nhận vai diễn Trương Vô Kỵ trong bản điện ảnh Ỷ Thiên Đồ Long Ký và bị khán giả chê bai kịch liệt vì nam diễn viên sinh năm 1979 lộ rõ vẻ ngoài trưởng thành, già dặn hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh Trương Vô Kỵ trẻ trung trong nguyên tác. Hơn nữa, mái tóc được uốn xoăn tít càng dìm Lâm Phong thê thảm hơn. Nam diễn viên bị đánh giá là Trương Vô Kỵ bản trung niên. Thứ tư, Trịnh Gia Dĩnh. Sau thành công của Bộ Bộ Kinh Tâm năm 2011, Trịnh Gia Dĩnh đã lập tức bị khán giả chỉ trích vì đảm nhận chàng thái tử độ tuổi đôi mươi Tô Dự trong bộ phim Hoa Tư Dẫn. Lúc bấy giờ thì nam diễn viên đã 43 tuổi nhưng vẫn không ngại cưa sừng làm nghé để đóng thanh niên trai tráng. Chính vì vậy, khi Hoa Tư Dẫn lên sóng màn ảnh, Trịnh Gia Dĩnh nhận về không ít lời chê bai vì tạo hình dườm già và trên hết, dù đã trung niên nhưng lại đi đóng vai thanh niên. Vì nhan sắc lộ rõ dấu hiệu tuổi tác nên nhân vật Tô Dự của Trịnh Gia Dĩnh bị đánh giá là không có nét hào hoa như theo mô tả của nguyên tác. Thứ năm, Lưu Khải Uy. Lưu Khải Uy sinh năm 1974 và dù được đánh giá trẻ trung so với tuổi thật, nhưng khi đảm nhận những vai diễn quá ít tuổi, nam diễn viên lập tức để lộ dấu hiệu tuổi tác. Ấy vậy mà ông xã cũ của Dương Mịch lại chỉ chăm chăm đóng các phim thần tượng với các vai diễn chỉ ở độ tuổi đôi mươi. Năm 2018, Lưu Khải Uy lúc đó đã 44 tuổi nhưng vẫn tham gia đóng Mã Hoàng Kỷ trong vai một thiếu niên chỉ mười mấy tuổi. Bộ phim ngay khi lên sóng đã nhận về thất bại ê chề. Bên cạnh ngoại hình già nua của Lưu Khải Uy thì khi đứng cạnh nữ chính Vương Âu còn có sự khập khiễng và không ăn khớp. Hơn nữa, năm đó Lưu Khải Uy còn dính lùm xùm đêm khuya đọc kịch bản với Vương Âu nên khiến công chúng có cái nhìn không mấy thiện cảm. Có lẽ cách tốt nhất để không gây phản cảm với khán giả chính là bản thân các diễn viên nên biết tự lượng sức mình và chọn những vai diễn phù hợp với từng độ tuổi của chính mình để không gây ra sự mất cân bằng và khập khiễng khi diễn xuất. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sao Hoa và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.